Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trở dậy của phe nghệ tỉnh? Ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, giữ chức thường trực Ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã thống nhất cao để ông Tú đảm nhiệm chức danh thường trực Ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đây là hình ông Trần Cẩm Tú. Vị trí thường trực ban bí thư là vị trí quan trọng đứng thứ năm trong hệ thống nhân sự lãnh đạo cao cấp sau tứ trụ. Chức vụ này còn được mệnh danh là phó tổng bí thư trong cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân vật đứng thứ hai sẽ thay thế cho tổng bí thư trong thời gian vắng mặt. Ông Trần Cẩm Tú hiện là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, đương kim chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể vừa giữ chức thường trực ban bí thư, vừa kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, giống như ông Trần Quốc Vượng. Tại nhiệm kỳ đại hội 12, từ năm 2016 đến năm 2021, đã được phân công giữ thêm chức thường trực ban bí thư, thay cho ông Đinh Thế Huỳnh nghỉ chữa bệnh. Đến lúc này, cán cân quyền lực trong nội bộ đảng đã cho thấy ông Tô Lâm đang suy giảm quyền lực rõ rệt. Trong khi ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã công khai việc không hài lòng với Tổng bí thư Tô Lâm, đồng thời ra mặt công khai ủng hộ tân chủ tịch nước Lương Cực. Với tham vọng độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng, theo mô hình nhất thể hóa, phe Hà Tĩnh cũng như nhóm lợi ích Nghệ An là mục tiêu xóa bỏ hàng đầu của ông Tô Lâm. Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong đảng, không thể không nhắc tới hai phe cánh chính trị này, vốn do cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập như bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của ông trong hơn 15 năm cầm quyền và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Nếu một khi nhổ được hai cái gai lớn Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc, tổng bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay và dễ dàng thâu tóm trọn quyền lực trong đảng vào đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trước đây, mối quan hệ giữa Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý trong việc điều tra xử lý các vụ án tham nhũng lớn Tuy nhiên, kể từ khi ông Tô Lâm bộc lộ tham vọng tảo thanh phe nghệ tỉnh, thì thái độ của ông Tú đối với ông Tô Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Theo giới thạo tin, đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú đã từng nhận 2 triệu đô la của bà Hoàng Thủy Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Hay đã có những đồn đoán cho rằng đứng đằng sau tập đoàn Cây Xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương. Trước đây, vào tháng 5 năm 2024, vụ án này đã bất ngờ dừng lại. Nhưng ngày 5 tháng 10 vừa qua, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an A09 đã quyết định mở rộng điều tra vụ án công ty Cây Xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng. Cho đến nay, tham vọng tạo thanh phe nghệ tỉnh rõ ràng đã dặm chân tại chỗ. Các nhân vật cộm cán như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà vẫn bình an vô sự. Phải chăng Tổng bí thư Tô Lâm đã ở trong tình thế lực bất tòng tâm, dù muốn nhưng không thể thực hiện nổi. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Đến nay, các phe phái chống ông Tô Lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết thông qua hệ thống các ban đảng đã khiến tình thế có sự thay đổi. Việc ông Trùm phe Hà Tĩnh, Trần Cẩm Tú được kiêm nhiệm chức thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương là điều tổng bí thư Tô Lâm cần phải cảnh giác. Phe Nghệ Tĩnh đã và đang có nhiều biểu hiện trỗi dậy để tính sổ với ông Tô Lâm và phe cảnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trỗi dậy của phe nghệ tỉnh? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Việt Nam lại duy trì bộ máy lãnh đạo với tướng lĩnh chiếm đa số dù đang trong thời bình? Sau khi ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước, nền chính trị Việt Nam ngay lập tức quay lại mô hình tứ trụ truyền thống, đồng thời cơ chế tam trụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm muốn duy trì để nắm giữ hai cương vị cùng lúc cũng chấm dứt. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm. Bốn vị trí quyền lực nhất hiện nay bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ngoài ông Mẫn là giới chức lãnh đạo xuất thân từ cán bộ đoàn thanh niên, ba nhân vật còn lại đều có xuất thân từ lực lượng vũ trang. Cụ thể, ông Tô Lâm từng là đại tướng, cựu bộ trưởng Bộ Công an. Ông Phạm Minh Chính là nguyên trung tướng tình báo thuộc Tổng cục 5 Bộ Công an và đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội. Đây đã trở thành một xu thế chung trong cơ cấu bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay. Tương tự, bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng đang có tới 9 trên 15 ủy viên bộ chính trị chiếm tỷ lệ 60% có xuất thân từ các tướng lĩnh công an hay quân đội. Những nhân vật này đều nắm quyền lực rất lớn và áp đảo 6 ủy viên bộ chính trị xuất thân từ giới chức dân sự. Tại thời điểm hiện nay, với cơ cấu bộ chính trị có 15 ủy viên, trong đó những người có gốc gác từ công an gồm 6 người, trong khi đó phe quân đội chỉ có 3 ủy viên. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính điều vừa kể cho thấy những lãnh đạo xuất thân từ công an đang nắm các vị trí quan trọng và số lượng áp đảo hơn so với những nhân vật lãnh đạo xuất thân từ quân đội theo giới quan sát chưa bao giờ bộ chính trị của đảng bị vũ trang hóa như hiện nay trên thực tế giữa quân đội và công an luôn luôn tồn tại sự cạnh tranh về mặt quyền lực vì lý do giữa quân đội và công an có những nhiệm vụ chức năng chồng chéo và đặc biệt có sự cạnh tranh quyết liệt về sức ảnh hưởng của mỗi bên trong đảng trong 15 năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng chủ trương dựa hẳn vào Bộ Công an để phục vụ cho công cuộc đốt lò với mục đích chống tham nhũng. Đó là lý do trong bộ máy của đảng chính trị đã lần lượt xuất hiện rất nhiều các lãnh đạo trong ngành công an, từ đó dẫn đến tình trạng mất cân bằng với số lượng nhân sự quân đội. Cụ thể, trong khóa 13, phe công an giữ đến 6 ghế ủy viên, còn quân đội chỉ có 3 ủy viên trong lúc số lượng ủy viên trung ương của phe quân đội là 23, chiếm tỷ lệ cao so với phe công an chỉ có 6 ủy viên. Đây là một trong những lý do đã dẫn đến sự mâu thuẫn lớn trong việc tranh chấp quyền lực giữa hai phe trong thời gian gần đây. Do đó, nội bộ đảng Cộng sản đã và đang nỗ lực cân bằng quyền lực giữa hai phe công an và quân đội để chấm dứt xung đột kéo dài. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Hiện nay, sự tranh chấp quyền lực giữa phe của ông Tô Lâm với phần còn lại trong đảng mà phe quân đội làm trung tâm đang nỗ lực chống lại ông Tô Lâm, ngày lại càng trở nên trầm trọng. Mới nhất, việc bố trí cho Đại tướng Lương Cường, thường trực ban bí thư thay thế cho ông Tô Lâm, trên cương vị chủ tịch nước cũng không ngoài ý đồ đó. Tổng bí thư Tô Lâm cũng ý thức được điều này nên đã rút lui khỏi chiếc ghế nóng này. Việc thiếu vắng các khuôn mặt chính khách dân sự có khả năng kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của đất nước về lâu dài. Công luận đặt ra câu hỏi, tại sao Việt Nam là một quốc gia đang trong thời bình lại sử dụng một bộ máy lãnh đạo toàn các tướng lĩnh như vậy? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tại sao Việt Nam lại duy trì bộ máy lãnh đạo với tướng lĩnh chiếm đa số dù đang trong thời bình? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.